Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022. Nội dung trong chiến dịch được đông đảo đoàn viên quan tâm nhất là hoạt động đổi giấy lấy cây xanh. Vừa qua, trong hai ngày mùng 7, mùng 8 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022. Một trong những nội dung được đông đảo đoàn viên, thanh niên, Cơ quan Trung ương Hội Luật gia tham gia đó là hoạt động thu gom sách, báo cũ, đổi lấy cây xanh. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên đã phối hợp cùng tổ chức dọn dẹp vệ sinh toàn bộ tòa soạn tạp chí Đời sống và Pháp luật, đảm bảo vệ sinh cho môi trường làm việc. Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Trần Huyền Trang cho biết, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên cơ quan nâng cao tinh thần tự giác tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp. Thông qua hoạt động giúp tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên các chi đoàn, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong khuôn khổ hoạt động, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia đã trao tặng cây xanh cho Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, tạp chí Đời sống và Pháp luật, tạp chí Pháp lý và Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Cộng đồng.